Thưa quý vị và các bạn, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước thời điểm kết hôn, nhưng trong thời gian hôn nhân thì mới hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì mảnh đất đó có được coi là tài sản chung hay không? Để giải đáp cho tình huống trên thì trong mục đúng hay sai ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay luật sư Lê Minh Công đến từ công ty luật DFC, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vâng, xin chào luật sư ạ. Xin chào biên tập viên Hải Hà, xin chào quý vị khán giả. Vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì xin được mời luật sư Công và kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi clip tình huống sau đây. Anh A và chị B kết hôn năm 1990. Trước khi anh A kết hôn, bố mẹ anh A đã được nhà nước cấp cho 300 mét vuông đất và đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh A đứng tên. Tuy nhiên, đến năm 1991, nhà nước mới hoàn thành xong thủ tục và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh A. Năm 2019, anh A và chị B mâu thuẫn và quyết định ly hôn. Chị B cho rằng diện tích đất 300 mét vuông đất đã được bố mẹ anh A nói là cho vợ chồng anh A chị B. Đất này đã đứng tên anh A và đã được cấp giấy chứng nhận trong thời kỳ hôn nhân, nên diện tích đất này là tài sản chung của anh A và chị B. Chị B yêu cầu chia 50%, nhưng anh A không đồng ý. Vâng, thưa luật sư, là diện tích 300 mét vuông đất mà được cấp trong thời kỳ hôn nhân của anh A và chị B thì có được coi là tài sản chung hay không ạ? Căn cứ quy định tại điều 33, điều 43 của luật hôn nhân gia đình quy định về tài sản chung và tài sản riêng. Điều 43 của luật hôn nhân gia đình 2014 quy định về tài sản riêng thì chúng ta có thể thấy rằng là tài sản cái thửa đất 300 mét vuông này hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nhưng đây không phải là tài sản, là tài sản chung. Bởi vì sao? Bởi vì cái tài sản này bản chất đã được xác định, được tạo lập trước thời kỳ hôn nhân. Khi mà anh A được bố mẹ anh A cho đứng tên thì đã trước thời kỳ kết hôn, trước cái sự kiện pháp lý kết hôn rồi. Nhưng chẳng qua là gì? Do cái thủ tục hành chính, do cái thủ tục xử lý hồ sơ của cơ quan hành chính dẫn đến là sau khi kết hôn thì anh A mới được đứng tên hợp pháp. Vâng, vậy thì trong tình huống trên thì một lần nữa luật sư thì khẳng định lại chị B thì có quyền lợi gì đối với cái mảnh diện tích là 300 mét vuông đất này hay không ạ? Thì ở đây nếu trong trường hợp mà khi mà tòa phân xử mà chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì tòa sẽ căn cứ pháp lý theo hai cái điều khoản, một là điều khoản 59, hai là điều khoản 62 của luật hôn nhân gia đình để xử lý như sau. Tòa sẽ chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái thửa đất 300 mét vuông để nguyên không có sử dụng, không có cải tạo, thì đối với trường hợp này thì khẳng định là tài sản riêng của ai thì sẽ chia thuộc về người đó. Trường hợp thứ hai là cái thửa đất 300 mét vuông là sau khi vợ chồng anh kết hôn, vợ chồng anh có cải tạo tu bổ để xây dựng làm nhà ở hoặc các công trình khác trên đất thì chị vợ sẽ được phân chia, được chia theo cái tỷ lệ đóng góp, công sức đóng góp trong việc tu tạo cái phần để cái giá trị thửa đất nó có giá trị như hiện tại. Còn nếu một trường hợp mà cái thửa đất này mà không sử dụng, cứ để nguyên thì chắc chắn là chị vợ sẽ không được cái quyền gì đối với thửa đất 300 mét vuông này. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư ạ. Và hy vọng rằng những giải đáp vừa rồi của luật sư thì cũng sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức pháp luật khi gặp phải tình huống tương tự. Như thường lệ, trong phần cuối của chương trình sẽ là một câu hỏi kiến thức dành cho khán giả. Anh A là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn X. Ngày 28 tháng 5 năm 2023, anh A đại diện công ty X ký hợp đồng mua thiết bị máy móc nhằm phục vụ sản xuất với công ty cổ phần Y. Trong đó có thỏa thuận một số điều khoản với nội dung như sau. 1. Bên mua, công ty X tạm ứng tiền mua máy cho bên bán, công ty Y 20% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng. 2. Thời hạn công ty Y phải giao hàng cho công ty X là ngày 28 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, đến nay, công ty Y vẫn chưa thực hiện giao hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng, mặc dù công ty X đã yêu cầu công ty Y giao hàng nhiều lần. Trong trường hợp này, công ty X có được quyền đòi lại gấp đôi số tiền đặt cọc hay không? Hãy tham gia cùng chúng tôi bằng cách trả lời câu hỏi vừa nêu trên. Đáp án của tình huống sẽ được chuyên gia giải thích cụ thể trong số tiếp theo của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.